quay mọi người ạ, tại vì hiện tại là đang chuẩn bị cho cái công tác gọi là lễ động quan đó mọi người. Thì xíu nữa sẽ vô trong thắp nhang và cùng công sẽ quay tất cả mọi người. Đó thì mọi người ai mà có yêu mến cũng như là thương yêu nghệ sĩ Vũ Linh thì mọi người có thể comment phía dưới. Em có thể thay mặt cho tất cả mọi người có thể là thắp nhang cho tất cả chúng ta, thắp nhang thay mặt đại diện cầu nguyện cho nghệ sĩ Vũ Linh. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mọi người có nhận ra nghệ sĩ nào đây không ạ? Mọi người có nhận ra không ạ? Rất là đông các nghệ sĩ đang chuẩn bị cho công tác gọi là chia buồn cùng với gia đình. Đây, hàng nghìn người đã có mặt tại lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh. Đây mọi người, các chú gọi là chú trong sẽ được an táng tại nghĩa trang Ba Viên nha quý chú chị. Nguyễn Kiệm với lại Phan Lưu.